Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip mì cay nha các bạn. Thì hôm nay chị Hiền đi làm rồi, không có quay clip với mình nữa. Hôm nay mình sẽ quay một mình thôi. Hơi buồn nha các bạn. Hồi sớm giờ mình không biết là chị Hiền đi làm các bạn. Mình mua hết tất cả luôn rồi, bây giờ chỉ còn một mình ăn thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái nguyên liệu của mình cho các bạn xem nha. Đằng sau lưng mình thì còn có 30 con cá thôi các bạn. Mình tiễn lại với mình lựa lại mình bán nữa các bạn. Nó cũng chỉ còn có 30 con rồi. Ở đây nè. Chiều nay hay là chủ nhật sau mình sẽ đi xúc nữa nha các bạn. Có thì mình sẽ quay lại cái clip nữa cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ quay cái phần nguyên liệu cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, hôm nay mình chuẩn bị 4 lô mì nha các bạn. Thì 4 lô mì này, 3 loại này thì mình mua ở siêu thị nè các bạn. Còn 2 loại này thì mình mua gần nhà mình, bữa hổm tính mua cái loại mì mình thường ăn các bạn. Lô mì kia ngon lắm, mà bữa nay không có, cái mì kia hết hạn rồi. Không, cái mì kia như là hết như là hết sản xuất rồi các bạn, chưa sản xuất nữa. Cho nên là chỉ có lô mì này thôi. Thì hôm nay mình chuẩn bị đó là xúc xích nha các bạn. Mình tính mua chả nữa mà hết chả luôn rồi các bạn ơi. Thì cũng mua có nhiêu đây thôi, cũng đơn sơ lắm. Nấm kim châm với rau với các bạn. Với một bọc ớt nè. Tính làm siêu cay luôn các bạn. Tính thử thách với dì Hiền ăn siêu cay mà hôm nay đi làm rồi các bạn. Ui con quỷ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nấu lên nha các bạn và chuẩn bị thưởng thức. Ở đây mình có đem cái bếp ga với cái chảo ga này các bạn. Mình chuẩn bị làm á các bạn. Bây giờ mình sẽ sắt xúc xích vô nha các bạn. 2-3 cây mình sẽ sắt kiểu như là hành quằn quằn á các bạn. Mình sẽ ăn một cây, hai cây để riêng. Hồi mình mua một bịch lận, mình tính mình với chị Hiền ăn mà giờ còn ơi mình ăn, mình lấy ít ra các bạn. Gấu phá hả gấu? Đó, để vô. Đây, ở đây mình có 5 cây xúc xích nha các bạn. Mình đang ngồi chỗ kiến cắn đây chứ. Hình như mình để mấy con cá vô trong kia cái nó nhảy ra hai con hay gì các bạn. Nãy thấy nhảy ra hai con hay gì. Còn mấy cái này mình sắt ra luôn. Bây giờ thì nó cũng 2 giờ các bạn. Mình tính chiều nay mình đi xúc thêm vài con cá nữa chơi các bạn. Tại sớm mình tiễn ra có mấy con cá kia đó cũng không hay. Xúc xích mình để chung với mì, chắc mình ăn 2 gói mì thôi các bạn ơi. Ăn nhiều sợ mình ăn hết nó bỏ nó uổng á các bạn. Đây một đống xúc xích luôn. Từ từ mình sẽ tiễn ra 2 loại mì rồi. Loại mì này thì loại mì mới nè các bạn. Mì bò gì đó, mì nấu bò cay nhé các bạn, không biết mì gì nữa. Nó cái thứ mì nó là như gì nè các bạn. Ôi gớ bọn em giống rồi, đây nó gì nè, nó cũng bự lắm á. Ôi gớ cái bọc gì trong đây rồi nè, cái bọc cay của nó quá. Ở trong mì này thì nó có 2 bọc, một bọc này với bọc này. Một bọc này chắc là cái mấy cái gì ta, mấy cái đồ làm cho nó thơm các bạn. Mình bỏ vô luôn, mình đỏ cái gia vị nó vô trước. Mình có đem đồ nêm ra nghe các bạn, chứ các bạn không nêm lại nó không có ngon. Các bạn nêm lại nó mới ngon. Ôi trời này chuẩn bị mưa nữa các bạn ơi. Dưới này là mì gì ta? Mì này mình mua trong siêu thị nè các bạn. Mà giống mì xào quá. Chắc là mì xào các bạn. Thôi đổ gói này vô đi. Đây, gói này mình cũng không biết là gói gì nữa. Nó cũng là cho người cay á. Nè, gói này nó gì nè.
nó chỉ có một lọ hột nêm thôi. Xé ra để nó vô luôn, mình sẽ nêm lại. Wow, cái này chắc cay nha, cay hay mặn ta, thấy giống nghe cái mùi mặn cái gì vậy. Đó, để nó vô. Đây mình sẽ lấy đũa để nó xuống. Mày này nấu thì nó lâu chín lắm các bạn, các bạn phải để cho nó mềm đó. Từ từ, cứ từ từ. Đây mình có mùa bột ớt chà bá luôn, tính thử hết ăn mì cay với chị Hiền mà bột ớt này nè. Đây mình đang có chén đen hồi mình ăn giống như ăn lẩu mì vậy đó các bạn. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Nó gì vậy? Từ từ đen hồi nó ấy ra cái mình sẽ nêm lại nha các bạn. Mình sẽ nêm nó, nêm chừng nào nó vừa ăn với mình thì thôi. Bây giờ mình sẽ nêm nó nha các bạn. Ở ngoài này thì mình có đem gia vị ra ngoài nha các bạn. Thì đường với bột ngọt với hạt nêm. Đâu rồi? Đường cái muỗng nó mất tiêu các bạn. Mình lấy cái này mình cho vô. Thường thường mình ăn là mình sẽ cho vô hai muỗng đường trước. Rồi mình sẽ nêm lại nữa. Rồi để bột ngọt vô. Đó. Để hạt nêm vô nha các bạn. Cái lỗ hạt nêm này đâu rồi sao nó không ra. Đó. Mình sẽ để nước mắm vô nữa đó. Cho nó đậm vị lại. Rồi nó lên các bạn ơi, nhiều lắm á. Có mì ghé xé thứ hai với các bạn, sợ nó nhỏ xíu à. Có mì đầu tiên sợ nó chào bá luôn. Thấy cái bọc, thấy cái bọc hương liệu của gói mì bò cay ra đổ vào. Nó làm bò hay gì các bạn, bò khô hay gì. Thôi phải bò hơn nữa. Kệ đi, nêm thử miếng nha. Cũng vừa vừa ăn rồi đó. Cũng được rồi. Đây tới phần quan trọng, mình sẽ đem để ớt vô nha các bạn. Cấp độ 1000 luôn. Mình sẽ để ớt tay vô. Ok ok. Mì cay cấp độ 1000. Đây đây đây, sẽ quay cho các bạn xem. Quá trời dữ luôn rồi các bạn ơi. Đây, mì cay cấp độ 1000 nha các bạn. Quá trời ớt luôn rồi. Ăn cái này chắc sặc, sặc ít ít luôn quá các bạn. Nó đảo đều nó lên. Wow, hương vị nồng nặc các bạn ơi. Đó đã. Đây, bây giờ mình sẽ để nấm chim châm vô nha. Nó thành nguyên nồi lẩu luôn. Lẩu mì cay. Đó, đẩy nó xuống. Quá trời hấp dẫn luôn. Nếm thử coi. Nó cay ông nội ơi. Khỏi phải nói luôn á.
Ok các bạn ơi, thì mình để nắm kim châm vô rồi mình sẽ để nó sặc luôn, sặc ớt luôn các bạn. Rau như các bạn. Đó, quế với rau ngò gai nha các bạn. Hai cái này ăn chung với mì cay là hết sảy luôn. Đó, lấy đũa trộn lên. Thôi rồi luôn. Không phải nói là nhức nhĩ cái luôn các bạn. Ngon tuyệt luôn. Ôi cái chú chết nó nở rồi nè. Quá trời vậy. Thôi chín rồi các bạn ơi, mình chuẩn bị ăn nha các bạn. Tuyệt vời. Wow, bây giờ cái nồi, cái chảo mì cay của mình đã chín này rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xin phép mời tất cả các bạn, tất cả mọi người cùng ăn mì cay cùng mình nha. Wow. Ấm, nhìn thấy ngon quá. Tuy là nó hơi thiếu nhiên liệu như là tép với mực đồ các bạn. Mình hết tiền để mua rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ hạ lửa xuống. Rồi, cùng nhau thưởng thức nha. Wow, quá đã. Đây, mời mọi người ăn đũa mì cùng Khang nha. Ăn vô thấy nó cay luôn á. Đây nấu kìa, lúc chết nó muốn gã luôn à. Mời các bạn nha, tại mình nãy mình cắt nó hơi khác. Cay, nóng. Ngon. Trời hết bữa mưa rồi. Má hôm nay trời mưa quá trời. Cha mì không cha? Bữa nay chị Hiền đi làm nữa. Thôi ăn cười lắm. Anh mình không có trồng mà mấy cái trái á. Trái gì là bí gì anh Hảo? Bí hồ lô. Bí hồ lô à? Trái bí hồ lô bự không các bạn? Quay trái Phú Ba gần siêu Phú Lô rồi. Không gần nữa. Đó. Mấy cây dâu dạo á, Phú Ba gần siêu Phú Lô. Hù, vậy họ không quay. Nó có like không nội? Gì? Ông có lấy Phú Ba thường không? Phú Ba gần không có. Phú Ba thường là trái màu xanh vậy. Đó, cho ngọn trái á. Tại không gà không chăm sóc. Chăm sóc thì trái mất luôn. Mình chưa quay cái vườn mình cho các bạn xem nữa. Bây giờ hết rồi. Hôm bữa thì muốn quay trời nó lớn. Ui nó sâu quá. Muốn chín hết rồi. Trời nó lớn đó các bạn. Rồi trời nó lớn xong cái không có đi quay được. Phải đi làm. Rồi để ở nhà cái gà nó bư ra uống đồ bư hết trơn luôn các bạn. Hôm mới bẻ trái bầu trái bí vô ăn quá trời ngon. Cái đồ cay này phải chị Hiền ăn các bạn. Chị Hiền phải ăn cay lắm, còn mình ăn thì nó cay thiệt, cay hơi cay. Đến tuần sau mới làm mà lỡ mua đồ hết rồi, với lại một tuần mình phải ra một clip các bạn mới chịu nổi. Chung ra clip buồn á. Mời các bạn nha, nếu các bạn thấy clip của mình thú vị hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh nha các bạn.
Mình đang đem hàng về nhà may các bạn. Mình thì làm công nhân may để cố gắng kiếm tiền để mua đồ làm YouTube này các bạn. Với lại vợ mình cũng mới vừa có em bé, rất là vui. Cho nên bây giờ phải gắn cài các bạn. Cài xong này lo cho con. Về lớn thì mình mới 19 tuổi của con. Vui lắm các bạn. Nghe lên con lại thấy mừng quá trời mừng. Mở bạn đóng 100 nha. Mấy miếng kia luôn hả bạn? Không muốn nói lời luôn. Cũng để cho mọi người xem mà giờ nó cay quá. Đã sớm mình mới thay mấy con cá ra các bạn. Bây giờ mình thấy nó mất hai con ở ngoài đầu bìa nè. Ồ, mình sẽ lấy giấy mình lót nữa cho nó nhảy ra. Không ngờ trời mưa nó cũng hao hụt mà quấy 20 con luôn rồi. Mình không có mua đắp để đậy, lấy giấy để đậy rồi mình lấy mấy kia đậy cái nó bị rớt. Cài dữ rồi ta. Mời các bạn nha. Mì cay cấp độ thiên ghế luôn. Cấp độ 1000 luôn rồi. Ăn vô muốn cá quả luôn. Bây giờ nó cay cái đầu môi quá trời. Quá phê. Mời các bạn ăn cây xúc xích nha. Không có đem tương ớt cây chắp. Chạm xúc xích mà thấy nó phê luôn. Nhốt gà cho nó qua ra. Con gà nó qua nó bự quá trời bự. Cay quá. Quá cay. Chảy mồ hôi luôn.
các bạn nha. Thôi đừng ngắt, ba đi kêu quý đau đừng ngắt. Nó để gì á? Này tao bảy trống chưa? Quá trời đá các bạn ơi. Giờ cao quá mình cho mình vô uống miếng nước các bạn. Thì cái video là ăn mì cay này thì mình cũng hơi chơi ngu các bạn, để cay ớt hơi nhiều. Cho nên nó quá trời cay luôn. Mình ăn cũng quá trời cay cái mồi các bạn, ăn hết nổi. Giờ hồ vô uống nước cho mình ăn thêm thì ăn được các bạn. Làm hai gói, ý là làm hai gói mì các bạn, mà ăn gì ăn không hết nên làm nhiều quá ăn bỏ uổng. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video mình thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nha, và hãy chia sẻ với mình nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn có yêu cầu mình làm món gì hãy comment bên dưới nha các bạn, hay bình luận bên phía dưới. Bây giờ mình xin tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha.